Rồi con chào chú Đoạt nha. Vâng. Dạ, chú ơi, con nghe chú bày tỏ là trước đây chú gặp được hai hài cốt như vậy, thì chú nói lại cho con nghe nó tuần tự đầu tiên là sao sao chú ha. 30 tháng 4 là giải phóng. Dạ. Được một tuần. Và gia đình ở Biên Hòa lên kinh tế mới tự túc. Nó thuộc huyện Long Thành. Đó, nó ngay trường sĩ quan Thủ Đức hồi trước dời xuống đó. Dạ. Đó, thì một số người dân ở Biên Hòa xuống rồi tự khai phá, thì ở chỗ cái đồn đồn lính đó là bảo vệ cho cái trường sĩ quan đó là có hai hài cốt của lính thủy quân lục chiến đã chết rồi, nhưng mà có truyền máu, truyền nước serum, nhưng mà lính nó di tản á thì nó để lại hai hài cốt. Rồi gia đình bố mẹ chúng tôi xuống rồi mới để nguyên như vậy, rồi cũng cũng lấy thẻ bài rồi gương lược bút này rọ ra, rồi mấy người người ta cầm á, thì tôi không có cầm, rồi mấy người ta cầm trong một cái người ta giữ lại, rồi còn bố mẹ chúng tôi là lấy đất ở bên, nó chỉ đắp lên thôi chứ không có đào huyệt. Rồi một thời gian sau á là cái đất đó là nó xây cái nhà thờ công giáo, rồi mới bốc mộ đó mang ra nghĩa địa, thành lập nghĩa địa của ấp rồi chôn ở đó. Thì cái lúc chôn á thì tôi không có chôn, nhưng mà có ông bạn tôi, ông đi mua hai cái quắt, rồi một ông bạn nữa là ông mới mang ra đó ông chôn. Rồi thời gian sau á, thì ông bạn tôi á, ông ấy bố mẹ ông ấy ở quận 4 á chết, ông ấy mang xác bố mẹ về chôn ở đó, rồi kế bên hai cái mộ của ông lính, rồi ông xây luôn đó. Thì tôi có gửi cái hình ảnh lên đó là ông xây luôn. Nhưng mà bây giờ á, những người mà chôn cất hai ông lính từ đầu cho tới ông bạn tôi chôn nó đều qua đời hết rồi. Dạ. Đấy, nên cái thông tin thì tôi không chôn lần thứ hai, cải mộ tôi không chôn nên tôi cũng không biết được cái vị trí. Nhưng mà bây giờ có cái thằng con của cái ông bạn tôi mà chôn á đó, đó, thì khi mà ba nó xây á thì nó biết, nên nó ra tôi, nó chỉ cho tôi, thì tôi chụp ảnh của hai cái hình đó thì tôi có gửi đăng lên đó. Dạ. Đó, thì hai ông lính đó là chết đó, là mặc đồ thủy quân lục chiến. Rồi về sau này á, cũng dò hỏi cái thông tin á, là cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến đó di tản từ ở ngoài miền Trung về tới tới Bà Rịa Vũng Tàu á, với di chuyển ngang về đây. Ngang về đây á, thì trong khi di chuyển thì chắc hai ông lính này ông bị thương, nhưng mà thương nặng quá sao thấy còn vẫn còn truyền serum, mới truyền máu, nhưng mà tới đây thì chắc chết rồi nên bỏ lại cái đồn này, rồi rồi cái tiểu đoàn nó tan rã hết. Rồi chúng tôi mới lên là gặp, rồi chúng tôi chôn rồi ấy. Tại vì hai cái thẻ bài á, nhiều gia đình á, người ta Dạ. truyền tay nhau đến bây giờ á, thì người ta cũng bị thất lạc hết rồi, chỉ có đọc được tên là Lương Văn Mít, sinh năm 1957 Dạ. đó. Lương Văn Mít sinh năm 1957. Rồi Trần Văn Bé thì lại không nhớ được được năm sinh, Dạ. nhưng mà Lương Văn Mít á, là người lính mới nhập ngũ, tức là nhập ngũ bằng tôi á, tôi cũng năm 7 là cái năm đó tôi mới mới nhập ngũ. Còn ông Trần Văn Bé thì có thể là cái người lớn hơn, lớn con hơn đó. Hai người, một người bé, một người lớn, một người lớn con hơn đó. Nhưng cái thông tin bây giờ nó chỉ còn được như vậy thôi Dạ. đó. Nhưng mà hai cái ngôi mộ thì có xây lên rồi đó. Dạ. Rồi thưa chú là Lương Văn Mít là sinh năm 1957 này là mình thấy ở đâu? Thấy thấy thế nào mà mình xác định được đó là Trên thẻ bài đó. trên thẻ bài. Vâng. Trên thẻ bài là có Lương Văn Mít và Trần Văn Bé. Trần Văn Bé mà Dạ. trên thẻ bài, mà rất tiếc là thẻ bài bây giờ thất lạc hết rồi. Tôi có dò hỏi
cả tôi dò hỏi không 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 thấy. Tức là thời gian trước á thì nó chưa có cái mạng xã hội nhiều á, thì tôi có đăng trên đài truyền hình Đồng Nai 2 á, mà rồi cũng không 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 có hiệu quả gì lắm. Nên bà chị bà ấy nói là Tuấn Vĩ có cái chương trình như vậy, với tôi kết nối để cho kiếm thân nhân người ta cho nó an tâm an lành cho người ta. Vậy thưa chú, là theo như cái lời bày tỏ của chú là vào năm 1975 sau 30 tháng 4 thì là người dân đi đến vùng kinh tế mới, thì vào đó thì thấy hai xác người. Hai xác người lính. Tức là cách nhau chỉ có 7 ngày thôi đấy. 30 tháng 4 là khoảng mùng 7 mùng 8 tháng 5 á. Nên cái xác nó vẫn còn nguyên, nó chỉ trương lên thôi. Nó vẫn còn nguyên, đắp phong xô. Đó, đắp hai cái phong xô lên. Rồi vẫn còn cái dây chuyền nước này kia vẫn còn. Vẫn còn hết. Vẫn còn hết. Một người hình như bị thương vào đầu và một người thương vào ngực. Cái vết thương á mình thấy đó. Rồi vẫn còn còn bút gương lược rồi ấy, nhưng mà lúc đó thì mỗi người cầm một cái rồi nó cũng thất lạc hết, lâu quá rồi người ta cũng không giữ được. Và thưa chú, vậy là cái hình mà chú chụp cho con hai ngôi mộ là hai ngôi mộ thấp đúng không? Hai ngôi mộ là hai ngôi mộ thấp đó. Không, chắc người bạn tôi người ta ông không có nhớ tên nên ông không có ghi tên tuổi gì được. Mà vậy thì bây giờ hai ngôi mộ đó có xác định được ngôi nào là của Lương Văn Mít và của ngôi nào là Trần Văn Bé không chú? Cũng không biết được nữa đâu. Không biết được. Không biết được. Tại vì chỉ có nhận biết một cái là một người lớn con và một người bé con. Lương Văn Mít là bé con, người Trần Văn Bé là lớn con đấy. Vậy thưa chú, là bây giờ đang an táng ở đó là thuộc nghĩa trang nào và khu vực nào chú? Nghĩa trang Long Đức 2. Nghĩa trang Long Đức 2. Phường khu phố Long Đức 2. Khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước. Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy thưa chú, vậy giữa cái chỗ hiện tại hai chú đó nằm và giữa cái chỗ mà phát hiện được hai chú đó cách nhau có xa không? Nhà tôi bây giờ cái hai cái thi thể mà đầu tiên là hai ông lính nằm đó, bây giờ nó là thuộc khuôn viên của nhà xứ giáo xứ Thiên Lộc. Nó thuộc khuôn viên của giáo xứ Thiên Lộc. Thì nhà tôi được ngay cổng giáo xứ Thiên Lộc luôn. Là thuộc xã nào chú? Thuộc xã nào chú ha? Không, nó bây giờ nó lên phường thành phố rồi. Thành phố Biên Hòa đấy. Vậy mà ngày xưa là lên đó đi đi kinh tế mới đó ha. Ngày xưa. Hồi xưa thì hồi xưa chỗ tôi thì nó còn rừng tự nhiên, rừng già, cây to cả người ôm này này. Rồi lên mình tự khai phá đấy. Bây giờ nó lên thành phố rồi. Vậy là sau đó thì cải táng lại là hiện tại là ở chỗ nghĩa trang của Long Đức chú ha. Và nghĩa trang cách đó cũng chừng 200 mét. Cũng cách là 200 mét thôi. Vậy là cái người cải táng lại cũng mất rồi chú ha. Mất hết rồi. Và những người như là cái thế hệ như bố mẹ tôi, những người đó mà người ta chôn lần đầu á thì cũng qua đời hết rồi. Còn cái lứa tuổi của chúng tôi á thì chôn lần thứ hai, mà lần thứ hai thì tôi lại không trực tiếp chôn, chỉ có một ông bạn là ông đi mua hai cái quắt, với lại một ông bạn đấy là ông ấy chôn gần chỗ mộ của bố mẹ ông ấy, lên ông ấy xây luôn, ông xây lên luôn, mà giờ ông cũng mất rồi, hai vợ chồng ông mất, mới mất cách đây chừng 3 năm rồi, giờ chỉ còn con thôi. Thưa chú, vậy là căn cứ mà sinh năm 1957, vậy là tính ra năm nay mới có 65 tuổi hả chú? 65 tuổi thì cũng bằng tuổi tôi đấy. Bằng tuổi tôi. Cái năm đó tôi mới nhập ngũ.
là chú Lương Văn Mít đó ha. Vâng, Lương Văn Mít á, còn Trần Dạ. Văn Bé thì chắc nhập ngũ trước rồi. Dạ. Trần Vâng. Văn Bé có thể là lớn tuổi hơn chứ. Không có nhà. À, vâng. Vậy là Trần Văn Bé có thể là lớn tuổi hơn chú Lương Văn Lớn Mít. tuổi hơn. Vâng, lớn tuổi hơn. Dạ. Đấy. Thì mặc đồ quần áo của lính thủy quân lục chiến. Dạ. Tức là thông tin là có tiểu đoàn người ta từ Quảng Trị như sao ấy, ta di chuyển về về tới Bà Rịa Vũng Tàu rồi ta mới di hành qua đây, tới đây là người ta tan rã hết đấy. Vậy theo chú thì là mình có thể phỏng đoán được là đội quân đó hoặc là hai người lính này là người ở đâu không? Chú có phỏng đoán được không? Cũng không biết được ạ, tại vì cái thông tin thì bây giờ nó lâu quá rồi, mình cái những người mà người ta nắm thông tin đó nhiều quá là người ta cũng qua đời rồi đó, như là bố mẹ tôi chôn cất rồi, mấy ông cụ mấy tám mấy 90 rồi ta qua đời hết rồi, nên bây giờ mình không còn nắm được thông tin nữa mà chỉ biết tên như vậy thôi. Rồi con rất là cảm ơn chú Đạt rất là nhiều. Để con truyền tải thông tin, cũng hy vọng là người nhà có nắm thông tin này. Vâng. 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 Chắc chú có điện thoại hết chúng ta.